đau không? Tay mình phải luôn áp sát búa. Tay mình phải luôn áp sát búa để mình dò dẫm. Gõ chậm thôi. Gõ chậm rãi, nghe ngóng hỏi bệnh nhân xem cầm làm sao cho búa nó vuông góc với mặt ra. Gõ chậm rãi. Cầm thì cầm lên cán ấy, cầm lên cán ấy thì nó dễ cho mình hơn. Tự lò xo nó sẽ bật, mình cầm ở dưới lò xo nó không có bật. Hỏi xong rồi nói với bệnh nhân sẽ nói gì đi, hỏi bệnh nhân nói gì đi, chẳng biết nói gì là sao. Nó chậm rãi mình dễ. Sao hỏi bệnh nhân xem thấy sao rồi. Đó, nhẹ nhàng. Giơ tay lên cho có phải hỏi bệnh nhân sẽ cần làm sao rồi. Có nhẹ hay mạnh hay có cần mạnh tay hơn không? Đau là anh quá nhẹ nhàng, nhiệt tình đấy. Nhiệt tình thử hơn nữa tí mà. Đúng rồi, mình có quyền được yêu cầu mạnh tay hay nhẹ tay, hay là đang nhức chỗ nào đấy thì có thể chỉ điểm. Mình nhẹ tay thôi thì mình sao? Nhưng mà đối với co cứng cổ cả vai gáy thì phải có cái này. Có cái này không được. Mình phải dùng tay mình dò trước. Mỗi lần bố vào giường ổn phết. Anh chỉ gọi em 2 phát rồi. Chứng tỏ là lên tiếng nào cũng phải sợ và mình lần thôi, mình lần thôi. À, được chưa? Người thấy sao rồi? Thế là cảm giác thế nào? Các đồng chí mỏi cổ vai gáy là sao rồi? Sao rồi? Thế tức là mình sẽ kết hợp các lăn này, rồi là búa này, về tự làm nhé. Nhưng mà cái múa này mà tự làm thì khó đấy nhỉ? Được, mình sơ tay, mình bỏ nhẹ này. Không sao, mình bỏ nhẹ thôi. Không, gõ từ nhẹ tới mạnh. Nó qua su. Rồi, giờ sao rồi? Rồi về nhà bà đang đó. Mình cứ học cái gì mình làm cái đó. Về là cứ học cái gì về làm. Về nhà thì mọi người tự làm nhá.